Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ quay video bốc hàng hai bịch bỉm Sudrai đặt trên Shopee mọi người nhá. Đây, quay video bốc hàng này, shop giải quyết khi có video này. Đấy thì mình cũng quay lại cho các bạn xem luôn. Kia chính là bố xem nào. Đấy, mình có đặt hai cái bỉm Sudrai. Thì mình sẽ bóc ra luôn cho các bạn xem cái chất lượng như nào nhé. Và mình đặt một số cái sản phẩm đi kèm nữa. Đó, cái sản phẩm đi kèm tạm thời đặt sang bên rất là nhiều thứ. Đây đặt vào màu xanh. Mọi lần mình đặt dòng cao cấp, nhưng mà hôm nay mình sẽ thử đặt cái dòng màu trắng xem nó thế nào. Nó không chênh giá nhau nhiều đâu. Mấy chục nghìn. Gì đây? Đây là cái list danh sách mà mình mua. Đấy, shop rất là cẩn thận nhá. Mình thích nhất ở cái dòng bỉm này là nó có một cái túi để sách này. Ví dụ mình không dùng, mình dùng hết bỉm, mình có thể mình dùng cái này để sách đi chợ hay là đi làm gì đấy, cho vợ mình đi chợ, vợ nhờ. Đấy, mình sẽ bóc nhá, cho vợ các bạn xem. Mình không hiểu bóc cái này kiểu gì cho đẹp nhất được. Đây, cắt như này thì để nó vẫn... À rồi, vợ mình khéo lắm mọi người ạ. Nhưng mà mình sẽ cắt ở giữa đây. Và tí nữa mình cắt kiểu kia sau.